một khu vườn rộng tới 400 mét vuông, nằm ở vùng ven đô Hà Nội. Là nơi quy tụ tới cả nghìn gốc tùng Nhật bonsai. Là nơi chàng trai trẻ thỏa sức đam mê tạo tác cho loại cây cảnh này. Mỗi tác phẩm như một bức tranh thiên nhiên sinh động. Thưa quý vị, thông thường khi nhắc đến những cây tùng Nhật thì người ta sẽ nghĩ ngay đến những cây tùng có kích cỡ lớn. Tuy nhiên thì có một chàng trai trẻ đã có một hướng đi riêng cho mình khi mà quyết định chọn tạo hình và tạo dáng cho những cây tùng Nhật bonsai mini và rất là hút hàng cũng như là đem lại giá trị kinh tế cao. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến thăm khu vườn của chàng trai trẻ này. Khu vườn rộng 400m2 này là nơi trưng bày và cũng là cơ sở sản xuất để hàng ngày anh Nguyễn Duy Hòa vẫn thường tạo tác cho các cây tùng Nhật bonsai của mình. Nơi đây chứa hàng nghìn gốc tùng Nhật bonsai, chủ yếu là kích cỡ nhỏ, mỗi cây chỉ cao khoảng 10-15cm, những cây lớn hơn là 30-50cm, và cá biệt đôi khi còn có những gốc tùng bonsai to hơn hẳn. Bản thân là một người yêu cây cảnh, lại sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh cây cảnh, anh Hòa sớm được tiếp cận với thú chơi tao nhã này. Tôi thì đam mê những cái cây bonsai nhỏ phong cách Nhật thì nó rất đẹp. Thì mình nhìn ở trên mạng ấy, xong mình thấy có sở thích và hứng thú với nó. Thì bắt đầu mình tìm tòi và học hỏi. Ban đầu tìm tòi học hỏi là ở trên mạng, sau đó thì mình cũng làm và mình thấy là được đẹp thì mình theo đuổi với bộ môn nghệ thuật này luôn. Người có công truyền cảm hứng yêu cây cảnh cho anh Hòa chính là bố của anh. Hồi còn nhỏ, anh được chứng kiến bố mình chăm chút tỉ mẩn tạo dáng thế cho từng cây cảnh có giá trị. Tuy nhiên mỗi thời mỗi khác. Sau một thời gian học hỏi bố của mình về các bí quyết làm cây bonsai, anh Hòa có một quyết định táo bạo, bắt đầu thử sức với các dòng cây nhỏ, thậm chí là bonsai mini. Bố tôi đã truyền lại những cái kinh nghiệm cho tôi, thì đến giờ cũng được khoảng gần 20 năm rồi. Và mình thấy là cái không gian để bây giờ mà chứa được những cái cây to thì nó rất ít, thì bắt đầu mình mới tìm tòi mình làm những cái dòng cây bonsai cỡ nhỏ và vừa. Chứ bởi vì diện tích ngày càng chật đấy thì mình không làm những cái cây quá to nữa. Mỗi tác phẩm mà anh Hòa làm ra đều trông như những bức tranh phong cảnh sống động. Bởi bonsai là bản sao thu nhỏ của những cây cổ thụ thiên nhiên được trồng trong chậu và được cắt tỉa, uốn nắn từ rễ, thân, cành đến ngọn để tạo dáng thế thành những tác phẩm độc đáo. Anh bắt đầu làm cái hàng tùng Nhật bonsai này là từ khi nào ạ? Và tại sao anh lại lựa chọn cái đối tượng cây này để mà làm kinh tế vậy ạ? Thì như tôi là làm cây đến giờ là được 18 năm. Nhưng trước đó tôi làm xanh si thì khoảng tầm 10 năm trước thì tôi cũng tìm hiểu về các dòng giống cây để cả thế giới người ta cùng chơi ấy, thì tôi đã thấy kết lại ra là cái dòng tùng này thì tất cả các nước trên thế giới đều chơi, thì tôi bắt đầu quyết định là làm cái dòng tùng này đi vào hàng nhỏ hẳn đấy, hàng nhỏ hẳn, gọi là hàng sô hin. Thì đến bây giờ em làm được khoảng tầm 4 năm, bởi vì làm cái dòng tùng càng nhỏ thì nó sẽ càng khó, giá trị kinh tế nó sẽ là cao. Thì cũng đã có những thành công từ những cái cây đầu tiên. Và đến bây giờ thì cái nguồn khách của tôi thì nó đa dạng trên khắp cả anh em bạn bè quốc tế. Wow. Cũng không phải riêng Việt Nam mình. Thế là với những cây tùng bonsai mini này thì anh đã xuất đi được những thị trường nào rồi ạ? Những thị trường chính của tôi thì nó vẫn là anh em ở trong nước. Nhưng trong đó cũng có một số anh em ở bạn bè ở Mỹ, ở Úc, ở Sinh và ở bên Thái, người ta cũng có giao lưu cùng tôi.
Và trung bình thì mỗi tháng mình sẽ xuất đi khoảng bao nhiêu cây, anh có thống kê lại được không? Nói chung là một tháng thì tôi chắc là bán khoảng tầm chỉ 200-300 cây là sang bên thị trường nước ngoài, còn trong nước thì anh em cũng có mua ở trên mạng và đến tận vườn. Sau nhiều năm gắn bó với nghề làm cây tùng Nhật bonsai, anh Hòa đã khẳng định được tên tuổi của mình trong giới yêu cây cảnh. Các tác phẩm của anh được thị trường đón nhận. Mỗi tháng, anh đều bán ra thị trường số lượng cây ổn định, thậm chí cầu không đủ cung vì sức người có hạn, trong khi nghề làm cây cảnh chỉ có thể thực hiện được bằng thủ công. Theo anh Hòa, tiềm năng để phát triển nghề kinh doanh cây tùng Nhật bonsai vẫn còn rất lớn. Nếu mà tiềm năng của nó thì nó như tôi nhìn thấy thì nó rộng lắm, nó gọi là không có giới hạn đâu, bởi vì cái dòng tùng này thì nó là cả thế giới chơi rồi, chứ không phải riêng gì Việt Nam mình, nên cái đà phát triển của tùng này thì nó là mãi mãi theo thời gian, chứ nó không, bởi vì cái giá biến động của nó không lên xuống thất thường như các cái dòng cây khác, mà nó là có cái một cái giá chung của cả một cái thế giới. Nghề tạo dáng cây tùng Nhật bonsai cũng thật lắm công phu, bởi đặc tính của loài cây này là phát triển rất chậm, nên thông thường người làm nghề phải mất tới vài ba năm, thậm chí hàng chục năm mới có thể hoàn thiện được một tác phẩm theo đúng thời gian sinh trưởng thực tế của cây. Có một điều mà người yêu cây cảnh lúc nào cũng quan tâm, đó là giá trị của mỗi một cái loại cây mà trước khi mà họ mua về và họ sở hữu được ở nhà của mình. Thì thực ra vườn tôi phong phú đa dạng về giá lắm. Những cái cây nhỏ như thế này thì nó sẽ có mức giá rơi vào khoảng tầm từ 1 triệu rưỡi cho đến 2 triệu. Đây là cái dạng cây phôi. Nhưng khi từ cái cây này mà mình làm lên đã vẽ bóng vẽ tàn qua bộ dạng như thế này, mới đã bóc lũa, có bóc lũa qua thì nó sẽ dao động từ 2 triệu rưỡi cho đến 2 triệu 7. Có những cây đẹp thì nó sẽ rơi vào khoảng 3 triệu một cây. Cũng có những cây nó vài chục triệu, vài trăm triệu, và có những cây đã đến là tiền tỷ rồi. Thì vụ như cây này, như cây này ở của vườn bên tôi thì nó rất nhỏ. Như cây này nó rất nhỏ thôi. Nhưng nói về giá thì mọi người cũng khi thấy là nó hơi cao. Bởi vì cây này là như tôi đang báo là gần 100 triệu cây này. Gần 100 triệu cho một cái cây nó chỉ cao khoảng 25-30cm. Wow, như vậy thì chắc là đối tượng khách hàng của anh sẽ phải là những người mà có thu nhập tốt thì mới có thể chơi được hàng tùng Nhật bonsai mini này, đúng không? Không, nó thì nói chung là nhiều khách hàng rất chi là nhỏ tuổi, có những em học sinh chỉ là lớp 7 thôi bạn. Học sinh lớp 7 thì làm sao mà đủ tiền để mà thì, mua những cây như thế này? Không phải, thì những cái em ý thì mình có thể là mình sẽ bán nỗ đi một tí để mình tạo cho các em nó một cái đam mê. Sau này các em có thể sẽ là một những người nghệ nhân giỏi. Wow. Trong giới làng cây. Tức là bản thân anh cũng đã là một người mà rất là yêu cây rồi, và chúng ta cũng đã chạm tay được đến thành công rồi, và bây giờ mình lại còn có thêm một cái ý nghĩa nhân văn rất là tốt đẹp cho cuộc đời nữa, đó là mình truyền lại cái đam mê của mình cho những thế hệ kế cận. Đúng rồi ạ. Bởi vì cái cây này nó là cái cây nó sẽ là có tính thừa kế cao. Thừa kế cao thì làm sao mình tạo được một cái sân chơi nó bổ ích. Mình chia sẻ những cái gì mình biết để mọi người cùng hướng đến cái tương lai nó tốt đẹp. Bởi vì trong cái lĩnh vực cây này thì như mình thấy thì nó rất là rộng. Nó rất là rộng mà một lĩnh vực tiềm năng. Bởi vì cây này thì nó phục vụ là những đại gia trên khắp thế giới, chứ không phải riêng Việt Nam mình. Bởi vì cái giống tùng này là cả thế giới chơi, nên khi mà một lớp trẻ có tay nghề cao thì có thể là đi sang bên thế giới làm. Mình muốn là tạo làm sao cho các em trẻ người ta chơi, thì sau này người ta sẽ vụ mà các em có làm được nghệ nhân nổi tiếng, hay là những bác có thu nhập thấp thôi thì bác vẫn chơi được, thì nó sẽ là chơi cây này không quá cứ phải mình chơi cây nó nhiều tiền đâu. Bởi vì làm sao mình chơi cảm thấy nó đủ là được. Vụ kinh tế mình chơi mình phải phụ thuộc vào kinh tế mình, chứ mình không chạy theo cái cuộc chơi. Với anh Hòa, anh vừa có một công việc tạo ra thu nhập hàng tháng,
mà công việc ấy lại là niềm đam mê. Để hàng ngày, anh luôn đắm chìm vào không gian của những cây tùng Nhật bonsai và thỏa thích tạo nên các tác phẩm độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, để trở thành một người làm nghề tạo dáng cho cây bonsai, đòi hỏi mỗi người phải có tính kiên trì, nhẫn nại và có gu thẩm mỹ riêng. Tôi xin giới thiệu với cả nhà, đây là một cái cây phôi, nguyên liệu phôi thô. Thì tôi sẽ nhập bên nước ngoài về. Thì bây giờ đến cái khâu nghĩa là phần định hình tạo dáng. Khâu định hình tạo dáng thì mình sẽ loại bỏ những cái phần thừa đi. Mình loại bỏ phần thừa và mình định hình làm sao vụ một cái cây như thế này. Một cái cây như thế này thì tôi sẽ lấy những cái điểm như thế này. Nó sẽ là điểm nhấn để làm một cái cây. Thì những cái điểm thừa mình sẽ loại bỏ cái điểm thừa nó đi. Thì mình cắt nhưng mình cắt sẽ bớt một đoạn để mình làm nũa. Đây là mình sẽ cắt bỏ những phần thừa đi. Thì một cây này thì nó không có một quy tắc chuẩn chung nào cả. Nhưng làm sao một cái cây, cái gốc như này và một cái phần tàn nó hợp nhất với cả một cái gốc. Xong đến phần tiếp theo là phần mình nhặt sạch những cái lá yếu của bên trong của cái cây đi. Để làm sao thông thoáng và mình đi dây vào nó dễ và đẹp nhất cả nhà. Công việc nhặt lá héo úa, lá sâu bệnh cho cây nên được thực hiện thường xuyên để đảm bảo thẩm mỹ cho cây. Sau đó người chơi có thể vào dây để tạo dáng thế tán lá cho thật đẹp. Mình sẽ làm từ cái phần dưới này lên trước. Thì cái vòng dây mình quấn nó sẽ phải đều tay. Thì khi nó chắc rồi mình uốn nó sẽ không bị hỏng. Cái này vừa nhẹ nhàng mà vừa có sự lực đủ khỏe của đôi tay. Bởi vì khi mà mình nhẹ nhàng thì nó sẽ đi đúng theo cái vòng uốn của cái dây. Và nó còn tạo ra sự mềm mại của cái cây, cái dây mình đi. Nếu tay không đủ lực thì nó sẽ có những cái lỗ hổng. Và khi mình uốn nó có thể sẽ bị gãy hoặc là dập những cái phần tay của cái cây. Khi đi dây, người chơi cố gắng lên ý tưởng định hình form dáng cây ngay từ đầu, rồi thực hiện thao tác thật dứt khoát, tránh để xảy ra sai sót. Vì dù có muốn sửa, người chơi hoàn toàn có thể tháo dây ra và đi lại từ đầu. Nhưng việc này sẽ tạo nên những vết thương trên thân, cành cây, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và cả chất lượng cây sau này. Đây là phần mình định hình thô. Đã xong rồi thì mình khi vào dây thô xong bắt đầu vào mình vào những cái chi tiết nhỏ. Chi tiết nhỏ là mình sẽ đi toàn bộ những cái cành nhỏ bên trong. Làm sao một cái cây nó được đẹp, mềm mại. Sẽ có những cái tầng lớp kiểu dạng những cái tản mây ấy. Mình nhìn khi người chơi người ta nhìn vào người ta sẽ làm cho mình cái thư thái đầu óc nó thoải mái hơn. Không có một bảng tham chiếu cụ thể nào để đánh giá chất lượng và giá trị của từng cây tùng Nhật bonsai. Tuy nhiên, người chơi đối tượng cây cảnh này thường quan tâm nhất đến hai tiêu chí của tùng Nhật bonsai là phần lũa và tán cây. Mỗi cây mà bốc càng nhiều lũa thì giá trị kinh tế nó sẽ là càng cao. Tán thì nó mình có thể làm theo thời gian, nhưng về cái vấn đề phần lũa thì cái cây nó phải là đủ độ tuổi già, đủ to thì mình mới làm được nũa. Còn cái phần tàn có thể mình sẽ làm trong vòng từ 3 đến 5 năm là xong. Như một cái cây mà nũa nó nhiều thì mình làm nó sẽ tăng cái giá trị nó lên. Do nhu cầu của thị trường ngày càng nhiều, thời gian tới anh Hòa dự định sẽ mở rộng quy mô vườn và kêu gọi những người có đam mê và tay nghề cùng làm chung với anh để lan tỏa sâu rộng hơn nữa cú chơi cây tùng Nhật bonsai rất độc đáo này.